Mến chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn tiếp theo về thiết kế các cái hệ thống đường sắt đô thị, metro, tàu điện ngầm hay là đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc. Hôm nay tôi có một cái chuyên đề đó là thiết kế các cái đường ở trong depo bằng cái phần mềm Civil 3D cực kỳ là hiện đại, tối tân. Và hiện nay thì các dự án mà ở Việt Nam, vì theo tôi được biết, chưa mọi người và các dự án chưa có áp dụng cái công nghệ thiết kế này. Nhưng ở trên thế giới, tôi lấy điển hình ở châu Âu, Mỹ, Pháp và Nhật Bản, thì họ đã áp dụng, họ đã bắt đầu, đã đang và bắt đầu áp dụng rất là nhiều trong các dự án về thiết kế metro, tàu điện ngầm, hay là thiết kế các đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc. Thì mời các bạn đón xem. Các bạn, hôm nay thì tôi cũng muốn nói ở cái buổi đầu video là các bạn nhớ đăng ký kênh và like, subscribe, cũng như là có những câu hỏi nào thì comment ở dưới, tôi sẽ trả lời đáp ứng. Đăng ký kênh thì để nhận được các cái video mới nhất, các cái thông tin mới nhất mà đến với các bạn, có lẽ sẽ bổ ích, hữu ích với nhiều người. Mời các bạn theo dõi. Đây trên màn hình các bạn đang thấy thì là một cái depo của dự án ở Việt Nam. Thì họ, các kỹ sư họ thiết kế hầu hết là bằng tay. Tất cả các đường ghi này phải vẽ bằng tay, cộng cụi vẽ bằng tay từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thì mới xong được một cái dự án, một cái depo, các cái đường ở trong depo. Nhưng cái phần mềm Civil 3D ở phiên bản 2022 thì nó tích hợp cái chức năng, cái tính năng thiết kế các cái bộ ghi, các cái đường trong depo rất là hữu ích. Thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu với các bạn trong một cái buổi mà với cái tham vọng của tôi là trình bày một cái demo cho các bạn hình dung, tức là về mặt nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp thiết kế, còn chi tiết MIDI ra để thiết kế hoàn chỉnh một cái dự án, một cái đường trong depo thì nó là cả một vấn đề rất là lớn, mọi người cũng phải nghiên cứu thêm thì mới có thể thiết kế được. Với cái công nghệ này tôi lại nói lại là rất là mới, và hiện nay thì đang áp dụng rất là phổ biến ở châu Âu, ở Nhật Bản và ở Mỹ. Tôi mở một cái bản vẽ mới tinh lên, bản vẽ mới, cái bản mới và tôi trình bày cho các bạn trên cái bản mới này để các bạn dễ hình dung. Ví dụ tôi có một cái đường chính tuyến, tôi thiết kế cái đường chính tuyến như sau. Ở đây tôi để là element rail 1. Phần type tôi chọn rail. Tôi ok. Tôi vào đây tôi chọn cái chế độ tăng cờ no cover. Đó, đây là giả sử một cái đường chính tuyến, tôi thiết kế một cái như này. Tôi thiết kế một cái đường chính tuyến, đường main track thứ hai theo một số tiêu chuẩn, ví dụ như là Chaya, tiêu chuẩn của Nhật Bản, thì khoảng cách giữa hai tim đường trong đường chính tuyến phổ biến đối với tàu đường đô thị hoặc là tàu tốc độ cao thì là 4,2 m. Đây tôi giả sử là 4,2 m. Tôi thiết kế một cái đường thẳng cho tôi off ra 4,2 m. Đó, 4,2 m. Cái này nó chỉ có tác dụng để thiết kế, để vẽ tuyến trên này thôi nhé, chứ không có tác dụng gì đâu nhé. Để vẽ một cái tuyến mà nó cách cái tuyến kia là 4,2 m. Tiếp tục tôi vào element, tôi element create tool. Tôi đặt cái tuyến này là rail 2. Tức là cái track, cái tim, cái track
là Gen 2. Ok. Vậy tôi vẽ một tuyến thứ hai cách cái tim tuyến thứ nhất là 4,2 m, tức là mọi người hình dung một đường chính tuyến ở trong một cái depo. Đó, tức là hai tim tuyến này cách nhau là 4,2 m. Đấy là tiêu chuẩn của đường chính tuyến. Hiện nay thì một số các dự án về đường sắt đô thị, ví dụ như ở Sài Gòn tuyến số 1, ở Hà Nội tuyến số 1, các loại tuyến đường sắt đô thị mà tiêu chuẩn của Nhật Bản, của châu Âu, của Pháp thì thông thường họ hay lấy để tim giữa hai tuyến là 4,2 m như thế này, cái đường chính tuyến. Bây giờ tôi giả sử tôi có một cái tuyến, một cái nhánh để vào trong một cái khu, ví dụ như là khu mà sửa chữa đầu máy toa xe, hoặc là một cái khu mà một cái khu chức năng khác. Đấy, tôi ví dụ tiếp tục, tôi có một cái tuyến thứ ba, tôi để đây là viên 3. Ok, một cái tuyến thứ ba, ví dụ như là đây là vào, tôi cần phải vào một cái khu depo, một cái khu mà sửa chữa tàu hoặc là cái khu chức năng nào đấy. Đây, tôi ví dụ tôi vẽ một cái hướng tuyến nó như thế này. Đó, ở đây tôi đóng cong cái đường cong thì tôi để là ví dụ như đây là 300. Thông thường người ta hay để 300. Đó, bán kính 300, tức là bán kính đường cong ở trong đường cong trong depo thì là 300. Cái với cái đường cong này, với cái vận tốc chạy tàu rất là nhỏ nên là nó cũng không cần phải bán kính lớn, hoặc là nó cũng không cần thiết phải đường cong trực tiếp. Bây giờ tôi thiết kế một cái bộ ghi để kết nối với cái tuyến này. Thì ở trên CFIM 3D nó có một tính năng rất là hay. Cái này là hoàn toàn rất là mới. Có lẽ ở Việt Nam, như tôi nói từ ban đầu, từ đầu video ấy, là tôi chưa thấy dự án nào áp dụng. Mọi người vào Rain, xong lên có Create Turnaround. Create Turnaround là mọi người kích vào trong một cái tuyến, một cái tim tuyến mà một cái element mà muốn vẽ turn round. Và đây tôi loát, tôi tạm thời tôi loát hai cái tiêu chuẩn. Ok. Đó thì đây nó ra một cái turn round, cái bảng như thế này. Turn round thì tôi ví dụ tôi để đây turn round số 1 đi. Turn round 1. Ở đây thì mọi người chọn một số những cái thông số như sau. Đây nó có hai loại catalog. Thì đây tôi chọn fan metric. Fan metric là có một số cái tiêu chuẩn của châu Âu. Thì turnout time các bạn chọn symbol, và final r tangle ở đây mọi người chọn là 0.11. 0.11 là cái bộ ghi mà nó rất là phổ biến ở châu Âu nhé. Tôi vì cái video tôi muốn giới thiệu với cái chung mà ở các nước trên toàn thế giới đều xem, đều hiểu và đều phổ biến, nên tôi chọn cái loại 0.11. Ở đây nó sẽ có cái modem ở dưới là U50 đó, hay là UC60, đấy là tiêu chuẩn của các cái ray. Ví dụ tôi chọn U50, tức là U50 tức là 50 kg trên 1 mét dài. Đấy. Ở đây tôi chọn là backward, tức là cái hướng nó sẽ là hướng ngược lại. Còn nếu mà chọn là forward, tức là cái hướng đi lên. Đấy, vì cái hướng tôi ngược lại, tôi nên chọn backward. Đấy, đương nhiên tôi chọn left này, rẽ trái. Ở đây tôi chọn cái tiêu chuẩn, đây có một số tiêu chuẩn. Stock Range Joy, đây tôi chọn là BRA. Bên này tôi chọn là Drive Element. Thì tôi map với cả cái tuyến mà tôi cần phải kết nối cái ghi đó vào, bộ ghi đó vào cái tuyến đó. Tôi map vào.
ở đây nó có cái lựa chọn ở dưới này này. Còn nếu mọi người mà không không có lựa chọn dưới, nó có hai ở đây, vì tôi có ba tuyến, nó sẽ có một hướng là kết nối lên trên cái tuyến mà bên trên, một hướng kết nối tuyến dưới. Nhưng mà nếu mà có nhiều tuyến mọi người không nhớ thì mà kích vào cái hình hộp chữ nhật này đó, sau đó thì chọn vào cái hướng tuyến, hướng element mình muốn kết nối, thế là xong. Ở đây nó còn cho một chức năng là profile, nhưng profile thì vì đây tôi đang vẽ mặt bằng nhưng chưa có profile nên là thôi ok, create. Thì sau khi create ở đây nó sẽ vẽ cho mình một cái bộ huy đó, cái bộ huy là theo đúng cái tiêu chuẩn mà tôi đã lựa chọn. Cái bộ huy này ấy là rất phổ biến đối với các nước châu Âu và các cái tàu tốc độ cao, tàu cao tốc cũng như là đường sắt đô thị, họ sử dụng cực kỳ phổ biến. Ở Việt Nam hiện nay thì đang sử dụng ghi là ví dụ như là ghi số 6 này, ghi số 8, ghi số 9, ghi số 10, ghi số 12, thì một đa phần các bộ ghi đấy là theo tiêu chuẩn Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn Trung Quốc, đây là tôi sử dụng theo tiêu chuẩn châu Âu. À, và như vậy thì đã xong, việc tôi kết nối hai cái này vào đây. Khi mà kết nối tuyến element vào ghi mà nó không đảm bảo thì phần mềm tự động sẽ không cho mình kết nối. Nên rất là hay. Ở đây nhé, trên cái bộ ghi này tôi có thể là di chuyển để cho nó phù hợp với yêu cầu thiết kế của mỗi một cái ý tưởng của mỗi một kỹ sư. Ví dụ tôi cầm đây, tôi kéo lên đây đó, thì cả cái bộ ghi này kéo lên, tôi cầm đây tôi kéo xuống đây, cả bộ ghi kéo xuống. Nên mọi người không bao giờ sợ bị vẽ sai cả, vẽ sai lại điều chỉnh khi đã lên một cái block này rồi lại tự điều chỉnh được, rất là hay. Hoặc là mọi người cầm cái đuôi này kéo xuống dưới này đó, thì nó sẽ lật xuống dưới. Cầm đuôi kéo lên trên thì lật lên trên, cầm đuôi kéo sang trái thì lật sang trái, cầm đuôi kéo xuống dưới hướng này thì lật xuống dưới. Nó sẽ rất là linh động, rất là tùy biến. Nó chính vì thế nên là Civil 3D nó là một phần mềm cực kỳ tối tân mà được toàn thế giới sử dụng, toàn các nước sử dụng để thiết kế về metro, tàu điện ngầm, về đường sắt tốc độ cao, về đường đô thị, về đường ô tô, về các loại. Đó, tôi kéo lên. Đó. Thì bây giờ tôi thử kết nối giữa cái tuyến này và cái bộ huy này. Nếu không được thì tôi sẽ điều chỉnh. Tôi kích vào đây. Và tôi vào trong cái Geometry Editor. Ở đây tôi chọn là Free Keyword Finesse. Đó, tôi chọn đây. Tôi chọn đây. Đó, thì thông thường các cái đường cong sau ghi thì tiêu chuẩn châu Âu hoặc là tiêu chuẩn Nhật Bản hay để là 200, hoặc là đối với tốc độ cao hơn thì để 250. Đây tôi ví dụ là 200. Đó, thì lập tức là sẽ vẽ được một đường cong sau ghi 200. Cái đường cong này nhá, nó vẽ nó sẽ chừa cho mình những cái tiêu chuẩn, những cái khoảng cách là sau ghi. Ví dụ như là mình để gần quá cũng vẽ được, là phần mềm nó báo luôn là không có vẽ được. Rất là hay. Đây tôi ví dụ các cái tiêu chuẩn sau ghi. Từ đuôi ghi cho đến đây, từ đuôi ghi này cho đến điểm này là 2,5 m, tức là cái điểm mà cuối của ghi ấy phải thêm 2,5 m nữa để thêm những cái chuyển tiếp vào đấy, những cái khoảng đệm vào đó. Đó, ví dụ như điểm khoảng đệm này cho đến điểm đó 6,2 m, và từ ngoài này ra thì người ta mới kết nối bằng đường ray. Đấy, người ta cần phải có một cái đoạn đệm này. Nếu mà đường cong mà nó xâm phạm đây ấy, là lập tức phần mềm nó báo luôn cho mình. Và khi mà vẽ xong lại muốn điều chỉnh thì ta vẫn cầm cái co kéo đây, ta kéo vào đây đó, hoặc là ta kéo ra. Tôi lấy ví dụ như là khi mà kéo vào đây nhá, đây kéo vào đây nhá, đó kéo vào đây, tôi xóa vào nhá, mà tôi sẽ vẽ lại. Nếu không được thì phần mềm nó sẽ báo ngay. Đây, tôi vẽ lại. Tôi chọn bằng kính 200 này. Đó, không được, phần mềm báo ngay. Nên là rất là hay. Ví dụ như là bây giờ tôi kéo ra ngoài này.
kéo xa như thế này và tôi lại đóng đường cong lại. Đây đường cong sau khi nhé. Đó, thì lập tức nó sẽ vẽ cho mình. Đó, thì cái này rất là hay và rất là linh động để chúng ta vẽ một cái đường ghi cực kỳ là tùy biến, cực kỳ là hữu ích. Để tôi cho nhỏ những cái ký tự này, những cái nhãn này xuống, nó đang hơi to. Đó, rất là hay. Và bây giờ tôi muốn điền các cái tên thông số của một bộ ghi này vào. Nó cũng phần mềm cũng cho mình điền. Rất là hay, chúng ta vào đây. Chúng ta editor of style. Tôi vào đây, tôi editor of style. Cái này nó có thể tắt mở những cái lớp mà ví dụ như đây nó sẽ bố trí tà vẹt cho mình ở trong ghi, nhưng mà vì bản vẽ mà nó nhiều. Ví dụ như những bản vẽ ban nãy tôi mở đấy, nó quá nhiều, nó dối thì chúng ta phải tắt bớt đi cũng được. Ví dụ như tắt bớt này. Đó, tắt bớt này. Đó. Đấy, thậm chí tắt hết đi. Tắt hết đi, nó chỉ còn cái này cũng được. Nó cần cái gì tôi lại mở lên, ví dụ như. Đó, ví dụ như là cần đơn giản, chỉ cần bố trí tạp vẹt thế này thì cần mở lên. Rất là hay. Mình cần cái gì mình mở lên, cần gì mình mở lên. Còn đây là nguyên bản một cái bộ ghi mà phần mềm nó bố trí cho mình cả tà vẹt từ chiều dài đầu ghi, đuôi ghi, tất cả thứ nó tạo thành một cái để cho chúng ta không bao nhầm được và vẽ rất là nhanh. Đó, vẽ tuyến cực kỳ là nhanh. Bây giờ tôi muốn đặt tên, đưa các tên thì tôi vào trong cái Tonal Label. Ở đây thì tôi chọn Tonal Label và tôi add nó vào. Đó, ví dụ tôi add vào. Đó thì nó sẽ ra cho mình tên thôi. Đây, nó kéo lên. Đây, Tonal 1 đấy. Tonal 1 là cái Tonal mà ban nãy tôi đặt tên đấy. Đặt tên là Tonal 1. Đấy, có thể đặt tên ở đây. Và thậm chí có thể đưa thêm rất nhiều các cái thông số trên này nếu mà như bản vẽ nó chúng ta cần cái thông số chúng ta có thể đưa. Ví dụ như là ở Việt Nam thì đặt là N1, N2, N1, N3, N7, N2, N4, N6. Đấy đại khái là như thế. Nhưng mà Tây thì người ta đặt là tương tao 1. Đấy. Ở đây chúng ta vẫn có thể đưa thêm rất nhiều thứ vào. Chúng ta tương tao. Đây, chúng ta ép vào. Đây. Chúng ta cần cái gì chúng ta đưa vào. Còn không cần thì thôi. Đấy, tôi ví dụ tôi bỏ bớt một số thứ đi cho đỡ rối. Ok, đó. Thì đây, nó sẽ đưa cho mình rất nhiều một thông số. Đó. Đấy, điểm. Đây, cái điểm này nó ghi là Code a Driver Test. Đấy. Đấy, điểm này Code a Main. Đấy. Điểm này là Code b Main. Đấy, tức là cái điểm mà sau ghi đấy. Điểm sau ghi. Đấy, điểm này là Peria. Thường thì các dự án của Tây ấy, các bạn Tây ấy, các bạn cứ để hết những cái thứ hàng đống thứ ra như thế này, nhìn cho nó rõ, không có sợ nhầm lẫn gì cả, đủ hết đấy, đủ hết code B main, code A main, code A driver test, turnaround này. Rồi thì PRAA này, đó, họ để hết ra.
để hết ra, không có thiếu gì cả. Đấy, ví dụ như tôi muốn để hết ra, tôi không có muốn thiếu gì thì tôi vào đây, tôi vào đây. Tùy theo các một số dự án họ yêu cầu, ví dụ như là châu Âu thì họ thích để hết thì cũng để hết được. Đấy. Đấy. Để hết đây thì gọi ra thêm một cái nữa. Đấy. GP tức là cái điểm cuối cùng của cái điểm gọi là đầu ghi ấy, đầu ghi nó gọi là GP, điểm cuối ghi. Đây. Đây. Điểm cuối ghi là GT, drive tật. Đó, còn điểm cuối ghi bên này nó gọi là GT main. Đó. Đấy, nhìn rất là trực quan, rất là hay. Nên là nếu mà ví dụ các dự án Tây ấy, dự án nước ngoài châu Âu ấy, họ muốn vẽ bộ ghi điển hình ấy, thì họ loát hết ra như thế này thôi. Đủ hết, chả thiếu gì cả. Đó, tôi giải thích nhá. Code be drive tuột, tức là cái điểm cuối cùng để kết nối với cả với cả đường ray. Còn cái đoạn mà đệm là đoạn từ code be drive tuột cho đến code a main là đoạn đệm. Còn từ code a main cho đến điểm này là GT main, nó là cái điểm mà chuyển tiếp một cái đoạn đệm giữa bộ ghi và đường ray. Đủ hết, chả thiếu gì cả. Thế còn thì GT ray devoted tức là điểm cuối của ghi, GT main là điểm cuối ghi trên chính tuyến, GT drive là điểm cuối ghi trên nhánh rẽ, còn GB là điểm đầu ghi. Đó. Turnout là tên của ghi là turnout 1. Đây còn có cả điểm coi như là CM là điểm tâm ghi, thì Việt Nam gọi là team ghi ấy. Việt Nam gọi là team ghi. Đó thì đủ hết, không thiếu gì. Nên là bọn Tây đó, tôi phải nói là Tây ấy, nước ngoài nó trình bày rất là dễ hiểu. Việt Nam ấy thì vẽ rối tung mù lên sách vở giáo trình. Sinh viên mà xem vào đôi khi khó hiểu, nhưng mà riêng mà nước ngoài ấy, họ trình bày như này thì nhìn cái là hiểu luôn, chả gì không hiểu cả. Thế là rất là hay. Cái thứ hai là bên tôi muốn vẽ một cái độ tuyến, để coi như một độ tuyến ở trên chính tuyến. Tôi có một cái độ tuyến từ đường nọ để chạy sang đường kia, thì trên cái phần mềm Simulink 3D này nó cũng thể hiện cho mình rất là hay. Độ tuyến thì chúng ta vẽ như sau. Chúng ta cũng vào Rain, sau chúng ta vào Create Solver. Chúng ta vào Rain, chúng ta vào Create Clover. Đó, Create Clover tức là dịch ra tiếng Việt là độ tuyến. Chứ không hiểu sao, chắc là các bác ngày xưa dịch từ tiếng tàu sang, nó gọi là độ tuyến. Đó. Một cái này, hai cái này. Thì ở đây nó rất là hay. Rất là hay cho mình, tức là mình có thể là chọn trên này, dưới này nó chạy, nó nhìn hình ảnh cho mình luôn. Đó, tôi chọn tiêu chuẩn là frame metric, là tiêu chuẩn châu Âu. Tôi vẫn chọn symbol, tôi vẫn chọn cái loại ghi là 0.11 là tiêu chuẩn châu Âu. Ray thì tôi chọn U60 đi cho nó máu. Đó, chính tuyến tôi chọn U60, ví dụ thế. Còn đây tôi chọn là forward đây. Đây tôi chọn là stop frame GB. Ở đây tôi chọn đương nhiên cái phần mà tương lao của cái tuyến kia ấy thì nó cũng vẫn phải bằng cái độ, cái mã hiệu nó vẫn phải như cái turnout của cái này, turnout của cái này là phải giống nhau. Hai bộ ghi là phải giống nhau. Đấy, tôi chọn U60 cho nó máu. Đó thì trên này nó vẽ luôn cho mình này, luôn cái hình ảnh cho mình, rất là trực quan. Tôi ok một cái là xong. Nhưng ví dụ như tôi cần vẽ hướng ngược lại. Đó, vẽ hướng ngược lại thì đây tôi đã chọn là backwalk. Đó, lại vẽ ngược lại. Đó. Tôi chọn forward thì nó vẽ hướng này. Tôi ví dụ ok. Đó, ok thì đã xong cho mình. Thì đây là một bộ ghi bố trí trên độ tuyến. Bộ ghi bố trí trên độ tuyến. Bây giờ tôi vẽ rồi. Nhưng mà tôi lại muốn thay đổi những cái bộ ghi, những cái tiêu chuẩn
của Ghi, của Tuân Giao thì chúng ta lại vào làm như sau. Ví dụ như đây, ông này vẽ ngon lành rồi, đủ hết các loại rồi, thì bây giờ tôi muốn thay đổi một cái Tuân Giao, tôi vào đây và vào bộ robot đó, thì đây nó sẽ thay đổi cho mình. Ví dụ như là modem này đó, chúng ta có thể chọn lại các loại tiêu chuẩn khác. Ví dụ như cái loại mà ở đây nhá, tôi không chọn cái mã dây là 0.11 mà tôi chọn 0.10.13 đi, thì lập tức nó sẽ thay đổi cho mình cái góc này này, cái góc ghi nó sẽ thay đổi cho mình đối ứng với loại tiêu chuẩn TG 0.13C 161 U50. Đấy, U50 tức là 50kg trên 1m đấy, U50. Đó, biết tôi muốn thay đổi tôi lại thay đổi, không có vấn đề gì cả. Ví dụ tôi muốn tôi lại chọn sang loại mà 0.85. Đó, thì lại thay đổi thành 0.85, góc lại nhỏ hơn. Tùy theo vận tốc thông qua mà mình sẽ chọn cho mình. Tôi undo lại cho mọi người xem. Đó. Tôi giải thích kỹ hơn. Trong cái thiết kế bộ ghi ấy, thì nó luôn sẽ có cái vận tốc thông qua ghi. Thì vận tốc thông qua ghi nó cũng sẽ trong phần mềm, nó cũng sẽ đưa ra cho mình luôn. Phải nói là cái CV3D là phần mềm hỗ trợ các kỹ sư trên toàn thế giới rất là hữu ích để thiết kế các loại, từ những loại hiện đại nhất cho đến những loại mà đơn giản. Đó, có cái tuần nào đây, tôi ví dụ tôi thiết kế một quả nữa đi cho mọi người xem. Đây thì nhá, ví dụ như mọi người chọn cái tiêu chuẩn này 0.11 này, thì nó sẽ cái vận tốc thông qua ghi, tức là đây nó sẽ đưa cho mình là 40 km/h. Ví dụ mọi người chọn cái loại 0.85 thì vận tốc nó lên đến 60. Ví dụ như mọi người chọn 0.05 thì vận tốc lên đến 100. Thì những cái này ấy, nó càng vận tốc càng lớn ấy, thì cái góc ghi nó càng nhỏ. Tôi lấy ví dụ là 0.65 đi, tôi lấy loại vận tốc 80 đi, tôi create cho mọi người xem. Đó, nó nhỏ. Đây, tôi quay lại cho mọi người xem nhé. Đó, để mọi người dễ so sánh với cả cái ghi kia. Đây, đó. Đó, thì cái góc ghi nó nhỏ hơn và cái bộ ghi nó dài hơn thì sẽ cho vận tốc thông qua lớn hơn. Nên các kỹ sư chỉ cần phần mềm thôi là chúng ta có thể làm được. Như là khi chúng ta không có cái CV3D này ấy, thì các kỹ sư cứ phải, tức là mình muốn thiết kế mình phải dở sách dở phở ra này, xong rồi đọc tiêu chuẩn này, đọc vận tốc thông qua này, xong rồi nhớ chiều dài đầu ghi này, nhớ chiều dài đuôi ghi này, tức là AB này, nhớ chiều dài tổng ghi này, nhớ cái khoảng mà sau ghi, khoảng đệm sau ghi này, nhớ đường cong sau ghi là tất cả thứ phải nhớ. Nhưng mà khi có phần mềm ấy, thì chúng ta chỉ hiểu nguyên lý, chỉ hiểu nguyên tắc là chúng ta, các kỹ sư có thể thiết kế được. Đó. Thì phải nói là cái này ấy, thì tôi cũng nói là nó rất là, nó cũng đã tương đối phổ biến ở trên thế giới đến thời điểm năm 2022 này rồi, do cái phiên bản version của CV3D nó ra cái bản 2022. Tuy nhiên rằng ở Việt Nam thì rất là ít, tôi chưa thấy là các dự án được phổ biến, nên tôi muốn là phổ biến và giới thiệu với mọi người. Tôi dừng lại cái buổi của tôi ở đây, các bạn nhớ theo dõi kênh để theo dõi được các cái buổi tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau. Xin cảm ơn cái sự theo dõi của các bạn.